Hôm nay mình làm video về chia sẻ về cách đo thể tích của bùng nổ sau khi mình lắp cái đầu nòng bê tông vào luôn. Mình đo mình để mình tính chính xác là cái tỷ số nén của một cái cấu hình xe. Cái này là mình chỉ làm mẫu thôi. Bê tông thì mình cũng đã mài cắt đẽo theo cái kích thước hết rồi. Nên mình chia sẻ đây là cái dung tích xi lanh mình đã hút nhớt vô là 15cc. Bây giờ mình tiến hành mình bơm nhớt vào cái lỗ bô ri. Vì cái lỗ bô ri là mình cho nó nằm song song với cái mặt phẳng với mặt đất rồi. Cho nên giờ mình tiến hành mình bơm vô thôi. Mình bơm để mình đo, giờ mình tiến hành bơm này. Rồi các bạn thấy nhớt là nó có cái bong bóng là nó nằm ở trên ngay lỗ bô ri rồi, giữa miệng rồi. Và bây giờ cái thể tích nó còn lại đây. Hồi nãy 15 ml, bây giờ nó còn là 6 ml, đúng 6 ml nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo mà xe này là xe quen pha rin, mình chỉ thay cái tay dên của thằng quay thái 110 vô để cho nó cao hơn cái tay cũ là 3 ly thôi, để mình đi An Giang dàn hơi á, mình canh cục máy trái rin luôn. Mình thay là cái trái piston của xe SCR 110. Giờ mình để mình dừng video để mình lấy cái máy này mình bắn ra cái đầu ra cho các bạn xem. Hiện giờ nó là 6, nó còn 6cc nè. Là nó hết là thể tích thực tế trong đó là 9cc. Như vậy tỷ số nén nó là phải là 97 chia cho 9 bằng bao nhiêu, sau đó cộng 1 cho ra tỷ số nén thật của nó. Với riêng dòng này và những dòng khác mình cũng làm tương tự, mình đo tỷ số nén là nó rất chính xác, bằng phương pháp này là chính xác hoàn toàn luôn nha các bạn. Giờ mình dừng video để mình thôi, để mình tháo ra luôn nè. Mình bắn ốc đây, mình chuẩn bị tiếp sẵn rồi, thôi mình bắn ốc ra cho nó nhanh thôi. Cái này lực siết này mình siết cũng căng hết rồi. Mình tháo cái nguyên cái đầu ra luôn này. Do có một tay làm là một tay quay nên nó là nó hơi cực. Đây các bạn, đòn đầu. Cái chảo đầu này là mình sửa cái chảo đầu thành như là cái chảo hụt dịch đó để cho cái thể tích nó nhỏ lại. Vì cái chảo của nó là nó nếu mà chưa sửa là nó tới 12 phẩy mấy cc, là mình sửa lại rồi mình đo nó là 11cc. Bây giờ còn cái phần piston nè, nó lồi lên nè. Cái phần lồi lên này là nó mình đo rồi cả ron luôn, ron này luôn, rồi cách mặt nòng luôn. Đó. Là nó lồi lên được 2cc. Kể cả phần móc mắt luôn, có hai con mắt bên đây đã móc luôn rồi là nó là 2cc. Nên là cái piston này là của SCR 110 rồi, là trái nó 50 ml. Đó. Bây giờ mình đã tính như đó rồi, bây giờ phần còn lại là mình phải đi, mình đi đắp, mình đắp, mình bỏ cái đây là cái sáp, sáp đồ chơi của mấy đứa học sinh nó hay nặng hình nè, sáp đồ chơi mấy đứa học sinh hay nặng hình. Bây giờ là mình đi cho nó đắp nhôm cái chỗ này lại, xong mình sửa hình theo cấu hình này. Mình muốn là mình muốn đi trên dên rin, trái rin luôn, cuốn này luôn, trái rin là trái của SCR 110. Đây là cấu hình nguyên cái máy quay pha nha. Mình thay cái, mình nhắc lại là mình thay cái tay dên của thằng quay thái 110 vô.
nó dài hơn tay dên rin của Wanfa là 3,5 ly, cho nên cái trái nó lồi hơn, nó lồi hơn mặt nồng các bạn đó. Rồi mình chỉ chia sẻ video là bao nhiêu đây thôi. Và mình đã quay cái thằng này tới cái tầm điểm chết trên cao nhất rồi nha các bạn, chứ không phải là mình quay thụt xuống nha. Mình đã canh đúng vị trí hết rồi đó. Rồi video mình chia sẻ tới bao nhiêu đó thôi, mình dừng video nha. Còn ai có mà biết rồi á, ai mà biết cách đo rồi thì thôi, còn ai mà anh em nào mà chưa biết cách đo thì có tham khảo mà thấy được thì cứ làm theo cái cách của mình, làm thấy là tiện lợi nhất. Vì mình chỉ cần ráp trên với đầu nồng vậy thôi, chưa cần phải ráp bộ số, mình canh chỉnh tỷ số nén trước. Rồi mới đó là mình muốn ráp những cái phần còn lại sau cũng được.